Bây giờ ta thực hiện tiếp là viết cái này đây nhỉ. Viết hàm get info này. Hàm get info lấy dữ liệu đi, hàm lấy thông tin. Get info, get product. Trong hai bên hết nhá. Rồi ok. Nào bây giờ bạn phải tạo một cái mới. Bạn có thể ghi là ghi luôn đã cũng được, entity à? Không thích entity, bây giờ ta tạo thêm một packet mới này, new packet. Bạn có thể ghi là fpoly.down nhỉ. Đấy. Rồi. Bạn sẽ tạo một class mới nhỉ. Là gì đây? Class. Tên là gì? Product Down. Nhỉ. Nào bây giờ ta ghi này. Public này. Static. Nhỉ. Bạn có thể ghi là product nhá. Đây này, bạn ghi là gì? Get gì? Product info đây. Nhỉ. Được chưa nhỉ? Theo gì? Theo mã code. Được chưa? Thì cái này nó sẽ phải sử dụng đến chat session rất là nhiều các bạn nhá. Chúng ta sẽ có session này. Session nhá. Bằng gì đấy? Factory chat session đúng không? Hibernate. New Hibernate Utin chấm nhé. Get gì? Get Session Factory chấm gì? O gì? Open Session. Thế nhỉ? Lấy một cái Session và ta chuyển thành Open Session. Thứ hai là ta gì? Dùng gì? Session chấm gì? Như vừa rồi thôi. Begin gì? Chấm Session. Thế nhỉ? Giờ ta chuyển kiểu. Ta có product này P thì bằng cái gì các bạn? F kiểu sang gì? Product. Đúng nhỉ? Và ta có session chấm gì? Session chấm gì? Get. Đúng không? Class và session. Như vậy ta sẽ chuyển sang class là gì? Ta sẽ chuyển sang là product chấm gì? Chấm class. Ok. Và phần trên sẽ là gì? Là session. À, theo cái code đi. Đúng không? Và cuối cùng là return thì các bạn P. Được chưa? Return P. Đấy. Thì hàm này làm nhiệm vụ là gì? Lấy sản phẩm. Lấy product. Theo gì? ID. Đúng nhỉ? Hàm lấy product theo ID. Chúng ta sẽ không phải code gì nhiều cả, đúng không? Nhớ là phải close nó nhá. Ta sẽ có mở rồi thì phải gì đây? Session gì? Chấm gì? Close. Ok. Bây giờ bạn quen với kiểu viết này nhá. Tạm thời quên cái kiểu viết kia đi. Ok.